VMM 2023 sắp đến gần, chỉ còn ít thời gian nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc thi đầy thách thức này. Mình cũng như các bạn rất háo hức và mình vừa nhận được file GPIC từ ban tổ chức. Một số người bạn của mình cũng hỏi là file GPIC là gì và làm thế nào để sử dụng file GPIC. Nhân cái dịp mình vừa nhận được cái file từ ban tổ chức này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn file GPIC là gì, tầm quan trọng của nó và cách chúng ta sử dụng nó trong quá trình chạy trail. Đầu tiên, một file GPIC sẽ giúp bạn biết chính xác một con đường chúng ta sẽ đi. Điều này giúp bạn là tránh được việc nhầm lẫn giữa nhầm về hướng, đi lạc đường hay là đảm bảo cho sự công bằng trong cuộc thi. Chúng ta đi cùng đi từ điểm A đến điểm B, nhưng mà nếu chúng ta đi các hướng khác nhau thì có thể tạo ra cái khoảng cách và độ khó khăn cho con đường là khác nhau. Do đó, với các giải chạy trail thì để đảm bảo tính công bằng, một file GPIC đảm bảo tất cả mọi người cùng đi qua một con đường. Khi bạn sử dụng một file GPIC cùng với một chiếc đồng hồ thể thao, ví dụ như mình sử dụng một chiếc đồng hồ Garmin thì sẽ giúp chúng ta biết được chính xác là khoảng cách chúng ta đã đi, vận tốc chúng ta đã đi, quãng đường chúng ta đã đi. Nhưng quan trọng hơn, nó biết trong chúng ta và địa hình chúng ta đang đi. Ví dụ như là khi mình tham dự một cái giải chạy trail thì mình rất là quan tâm mình đang ở độ cao là bao nhiêu và cái đoạn đường sắp tới của mình sẽ là lên dốc hay xuống dốc. Bằng cái việc mà nhìn cái quãng đường lên hay xuống đó thì chúng ta sẽ biết dễ dàng hơn để phân phối sức lực. Nếu bạn chuẩn bị cho một cái quãng đường lên dốc rất là dài thì bạn cần có một sự chuẩn bị năng lượng nhất định cho nó. Nhưng nếu bạn sắp tới có một đoạn thả tốc nhẹ nhàng hơn thì chiến thuật của bạn có thể thay đổi. Yếu tố thứ ba một file GPIC là vô cùng quan trọng, đó là yếu tố an toàn. Bạn biết rằng là khi chạy trail chúng ta, đặc biệt là khi những chạy những cự ly dài hoặc là bạn chạy về muộn, chúng ta có thể hoàn toàn ở giữa chân rừng khi ban đêm. Mà việc mà chúng ta bị lạc đường trong khi giữa rừng ấy thì là vô cùng nguy hiểm. Do đó, một cái file GPIC sẽ giúp chúng ta an toàn hơn. Tại sao nó an toàn hơn? Thì thông thường khi bạn sử dụng một file GPIC được lạp sẵn, tức là chúng ta lạp sẵn cái bản đồ đó trên cái một chiếc đồng hồ thể thao, thì chỉ việc là bạn đi lệch ra khỏi cái tuyến đường của chúng ta đang đi đó chỉ khoảng 50m thôi là đồng hồ đã đưa ra chúng ta những cảnh báo. Thì việc đưa ra cảnh báo rất là sớm nha, chúng ta sẵn sàng biết được quay trở lại cái đường để chúng ta đi làm sao cho đúng hướng. Bởi bạn biết rằng đi trong rừng thì rất nhiều khi chúng ta là đi hướng A, chúng ta tưởng nó hướng A nhưng đôi khi nó lại lệch sang một xíu thì nó đi ra một quãng đường khác. Sau đó là chúng ta bằng cái việc cái sử dụng một cái file bản đồ GPIC này sẽ giúp chúng ta là dễ dàng phát hiện được chính xác là chúng ta đang đi đúng hướng hay sai hướng, và nếu có sai hướng thì nhanh chóng phát hiện ra và điều chỉnh. Yếu tố cuối cùng cũng thường các bạn sử dụng, đó là chúng ta sử dụng nó để làm cho chúng ta biết trước một quãng đường để luyện tập. Ví dụ như các bạn thấy rằng là các vận động viên hàng đầu để đạt được cái thành tích rất cao trong một giải đấu thì họ dành rất nhiều thời gian để luyện tập. Khi họ biết trước là cái cung đường này thì họ có thể lên đấy, ví dụ như là họ lên trước 2 tuần 3 tuần liên tục tập ở cái cung đường đấy để làm quen hết đường, quen hết cái mặt địa hình, biết cái chỗ nào là khó khăn nhất trên từng điểm quan trọng nhất, giúp họ tối ưu trong quá trình chạy. Và ngược lại cũng thể sau đó bạn muốn luyện tập cho mùa giải năm sau, bạn hoàn toàn tận dụng cái quãng đường của năm nay để luyện tập cho mùa giải năm sau. Bởi vì là bạn biết rằng là qua hàng năm mặc dù ban tổ chức có đổi tuyến đường nhưng mà phần lớn sẽ được giữ lại. Do đó sử dụng cái tuyến đường cũ mà chúng ta để luyện tập thì cũng rất là một cái, chúng ta cũng có một công cụ tốt để chúng ta giúp chúng ta luyện tập. Ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải một file GPIC và làm thế nào để nạp nó vào một chiếc đồng hồ. Cá nhân mình thì mình sử dụng đồng hồ Garmin nên mình sẽ hướng dẫn các bạn để nạp cái bản đồ GPIC này vào chiếc đồng hồ Garmin. Nếu bạn giống như mình nhận được một file GPIC từ driver của Google thì việc đầu tiên là mình mở nó ra. Thì bạn thấy đây là trên màn hình của chiếc điện thoại của mình có 5 cái cự ly khác nhau cho VMM năm nay: 10 km, 21 km, 50, 70 và 100. Năm nay thì mình sẽ chạy ở cự ly 100 km, sau đó mình sẽ thực hiện tải cái bản đồ này về. Để tải bản đồ trên driver thì bạn chọn vào nút 3 chấm. Với iPhone bạn có thể chọn là open in hoặc là bạn có thể send copy, thì tùy, bạn có thể open in luôn. Open in tức là mình sẽ chọn nó mở bằng một cái ứng dụng nào đó. Thì đầu tiên nó sẽ tải về và sau đó nó hỏi chúng ta sẽ mở bằng phần mềm nào. Thì bạn sẽ chọn vào phần mềm Garmin Connect. Đây, trên nhà Garmin Connect đây, bạn chọn Connect. Sau khi chúng ta đã tải được bản đồ về thì phần mềm Garmin Connect sẽ hỏi chúng ta là cái hoạt động, cái tuyến đường này chúng ta sẽ sử dụng trong cái hoạt động gì. Ví dụ nó có thể mặc định đây một số cái lựa chọn, ví dụ như là bạn chọn đường bằng, đạp xe leo núi, chạy hay là theo dõi hoạt động chạy. Ví dụ đây mình sẽ chọn là chạy đi. Chúng ta sẽ mất một chút thời gian để cho Garmin Connect đọc và load cái bản đồ này. Ngay sau đây bạn đã nhìn thấy kết quả đây.
Phần mềm sẽ thống kê cho chúng ta một con số, cự ly này sẽ dài là 100,09 km, tổng tăng, tức là cái tổng tích lũy về độ cao là gain là 6.990 mét. Thực ra là con số này sẽ khác với con số của ban tổ chức một chút, con số của ban tổ chức là 6.200. Thực ra khi bạn dùng các phần mềm khác nhau để đọc một cái file thì hoàn toàn có thể có một chút sai lệch về con số. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng về con số này. Tổng giảm là 7.688, bạn còn chọn vào nó hoặc vuốt lên thì bạn nhìn thấy cái đường chạy. Bạn thấy thấy nhìn thấy cung đường chạy của chúng ta đấy. Từ địa hình có điểm thấp nhất là đâu đó khoảng 700 mét và điểm cao nhất chắc là cái đỉnh chỗ này, đỉnh đồi bò cao khoảng 2.280 mét. À đâu? Cao tối đa là 2.263 mét, điểm thấp nhất là 703 mét. Đấy, thì đây là một số thông tin. Đầu tiên là bạn sẽ tiếp theo thì sau khi có bản đồ rồi, bạn có thể xem nó ở cái dạng định dạng khác nhau. Ví dụ là định dạng đây bạn nhìn bản đồ vệ tinh, cái này thì hoàn toàn là phần mềm trên điện thoại thôi, hay là bạn nhìn bản đồ địa hình. Bước tiếp theo bạn làm sẽ là bấm nút lưu lại. Thì bước lưu ở đây thì bạn đồng hồ, phần mềm Gmail Connect sẽ hỏi bạn là muốn đặt tên cái bản đồ này là gì. Ví dụ là mình muốn đặt tên cái bản đồ này là mình không muốn đặt tên là thị xã Sapa, mình muốn đặt tên là VMM 100. Mình sẽ đổi tên nó một chút để sau này mình dễ với nhớ. VMM 100 km. Và mình sẽ để luôn là ngày 25 tháng 8, chính là ngày hôm nay, thì để xem là bởi vì là hoàn toàn các cái bản đồ có thể được cập nhật theo thời gian. Vài hôm nữa ban tổ chức có thể là cập nhật một cái cung đường mới thì mình lại cập nhật lại thôi. Mình sẽ lưu nó bằng cái file này. Ở đây thì có chế độ riêng tư và công khai. Mình để chế độ công khai nên mọi người khác có thể nhìn thấy. Sau đó mình bấm xong. Sau khi bước này thì bạn đã hoàn toàn lưu được cái bản đồ đường chạy hay là cái file GPX vào cái tài khoản Garmin của bạn. Và bây giờ bạn sẽ thực hiện gửi cái phần mềm này sang chiếc điện thoại. Bạn sẽ thực hiện gửi cái phần mềm này sang chiếc đồng hồ của bạn. Bạn có thấy biểu tượng cái điện thoại đây, chúng ta bấm vào. Hiện nay thì mình đang kết nối với đồng hồ Forerunner 965, mình sẽ chọn 965. Và như vậy là việc đồng bộ với chiếc đồng hồ đã xong. Bạn chỉ quay lại một chút chờ cái màn hình chiếc đồng hồ được kết nối sau khi nó quay tròn cái biểu tượng màu trắng này sang màu tròn, tức là giữa cả WeConnect và đồng hồ đã đồng bộ xong thì chúng ta sẽ có file đó trên cái chiếc đồng hồ này. Để tải bản đồ thì bạn có thể thực hiện trước và trong hay sau khi một hoạt động chạy. Mình vẫn để bắt đầu đây thì bạn như thông thường bạn sẽ bấm vào nút bên phải để chọn hoạt động chạy. Thế hoạt động chạy bạn có thể chọn hoạt động chạy, ví dụ mình chạy trail thì mình sẽ chọn hoạt động chạy trail ở đây. Thế tại đây thì bạn có thể load bản đồ. Thực ra quá trình load bản đồ bạn có thể thực hiện bất cứ khi nào trong cái quá trình chạy. Tuy nhiên nếu mà bạn load từ đầu thì đây là cách thực hiện load từ đầu, nhưng tương tự khi trong quá trình chạy thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện load bản đồ này. Để thực hiện load bản đồ thì bạn giữ và phím giữa bên trái. Sau khi bạn hiện nó ra đây thì bạn sẽ chọn Navigation hay còn gọi là điều hướng. Bạn chọn bên phải. Ở đây bạn sẽ thấy là các cái lựa chọn khác nhau. Nhưng mà thông thường thì nó sẽ là ngay cái phần đầu, nó là course hay là hành trình bằng tiếng Việt. Sau khi chọn vào đây thì bạn sẽ thấy là đây là mình có khá nhiều cái file GPX được load sẵn ở trong bản đồ trong đồng hồ rồi. Mình sẽ tìm đến cái file vừa nãy chúng ta vừa tạo ra. Đây chính là file VMM 100 ngày 25 tháng 8, ngày chúng ta vừa tạo ra đấy, 101 km. Sau đó mình chọn. Thì bây giờ thì đồng hồ sẽ thực hiện tải. Đối với các file càng lớn thì thời gian tải bản đồ sẽ càng lâu. Bạn thấy rằng với VMM 100 km thì nó sẽ rất là dài và nó khá là nặng để mà tải. Thì khi chúng ta cũng lưu ý rằng khi chúng ta thực hiện tải bản đồ như thế này thì khi load trong quá trình chạy sẽ làm pin của đồng hồ sẽ tốn hơn. Từ đây thì quá trình load của quá trình tải của đồng hồ đối với bản đồ này đã xong. Bạn sẽ thấy rằng đây đồng hồ cũng đã đọc được thông tin
Hành trình VMM 100 km ngày 25 tháng 8 đặt tên, và dưới đó là quãng đường 100,09 km. Việc tiếp theo là chúng ta nhấn và chọn Do Course, tức là chúng ta bắt đầu cái hành trình này. Bạn lưu ý rằng là đồng hồ mới thực hiện tải cái bản đồ xong, để thực hiện bấm hoạt động chạy thì bạn vẫn tiếp tục bấm thêm một nút nữa nhé. Thế khi bắt đầu các kim này đếm thì tức là hoạt động chạy đã bắt đầu được diễn ra. Và tại đây thì bạn thấy rằng là mình đang ở Hà Nội cơ, ở phố Dịch Vọng Hậu. Thế đến là cái bản đồ nó sẽ khá xa, mình có thực hiện giữ cái phím bên này. Để mình thực hiện đây bạn thấy nhỉ, zoom tức là mình phóng to và phóng nhỏ cái bản đồ ra, kéo mình chọn này. Mình sẽ phóng nhỏ lại xem cái đường chạy của chúng ta nó ở phía đằng nào. Khi chạy bạn sẽ thấy là khi chúng ta chạy sẽ có mũi tên chỉ cái bản đồ chúng ta thực hiện theo cái đường chạy, giúp chúng ta an toàn hơn trong cái hành trình chạy của mình. Các bạn cái vòng tròn trong giữa này là chính cái điểm mà bản đồ mà nó sẽ hiển thị. Bạn thấy là do chúng ta là khá là xa cái điểm chạy nên là khi mất chúng ta sẽ mất công chỉnh. Khi chúng ta chơi cái đường chạy thì nó phóng to lên, nó sẽ ở chính cái điểm luôn của chúng ta. Bạn sẽ thấy rằng là các cái mũi tên màu trắng này trên cái bản đồ này chính là cái hướng chúng ta sẽ chạy trong quá trình chạy. Đấy, ban tổ chức đã lập sẵn là các cái hướng này chúng ta chạy này. Chúng ta sẽ chạy đây này. Nhìn vào đây, nếu chúng ta sẽ tìm Sapa điểm xuất phát thì ở đâu đó, đây là điểm xuất phát. Đấy, trong cái bản đồ này, như vậy là bạn có thể loát và điều chỉnh cái bản đồ làm sao cho phù hợp với đường chạy của mình. Tất nhiên là bây giờ do mình đang không ở trên cái cung đường này, nhưng nếu khi mình ở trên cái cung đường chạy này, vị trí của mình sẽ hiển thị chính xác trên cái cung đường chạy xem chúng ta có lệch ra hay không. Và khi chúng ta chạy thực tế thì chúng ta chỉ lệch ra khoảng 50 mét thì đồng hồ sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo. Bây giờ mình quay lại. Thì trong cái bản đồ này thì bạn sẽ có thể có xem có nhiều cái lựa chọn. Ví dụ như là khi chạy trail bạn sẽ biết là độ cao của bạn đang bao nhiêu. Và sẽ đưa nhiều cái màn hình khác nhau. Do mình đang này, bạn thấy này, nó đang báo mình đang là off course, tức là mình đang không ở trên cái đường chạy đấy, nên là các cái số liệu nó thống kê nó không chính xác. Nhưng cái bản đồ này cũng sẽ cho bạn biết là bạn đang ở đâu khi bạn chạy, khi bạn chạy trên cung đường đó bạn đang ở đâu, và cái đoạn tiếp theo của bạn sẽ là lên dốc hay xuống dốc. Đây chính là bản đồ về mặt độ cao, bình độ của con đường chúng ta chạy. Nên thông thường để khi chúng ta nó loát cả một cái bản đồ 100 km thì nó rất là dài. Nếu mà thuận tiện hơn thì bạn có thể chia nhỏ chúng ta ra thành các cái CP. Ví dụ như là mình chia nhỏ theo từng cái CP, từng cái đoạn mà chúng ta tính toán để làm sao cho phù hợp với cái chiến lược chạy của chúng ta. Cũng như là việc tải bản đồ và phóng zoom ra nó sẽ dễ dàng hơn trong khi chạy. Khi bạn dùng bản đồ đây thì bạn cũng sẽ thấy một số chỉ số, ví dụ như là dự đoán thời gian của bạn về đích, hay là ETA, ETA là Estimate Time Arrival, tức là dự đoán cái thời gian mà bạn về đích bằng cái tốc độ của bạn trong quá trình bạn chạy và cái địa hình của đồng hồ bạn nạp vào, thì đồng hồ cũng sẽ dự đoán ra bạn là thời gian của bạn về đích. Trong một buổi chạy trail trên thực địa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết hơn trên thực địa để bạn dễ dàng hình dung hơn cái cách sử dụng cái đồng hồ này và cái file GPX để chúng ta kiểm soát hoàn toàn cái đường chạy chúng ta, đặc biệt cái yếu tố an toàn trên đường trail là vô cùng quan trọng. Nếu bạn có bất kỳ cái câu hỏi hay là thắc mắc nào, hãy để lại comment phần dưới bình luận của video, mình sẽ cố gắng giải đáp các bạn một cách nhanh nhất. Vừa rồi là chia sẻ của mình về file GPX là gì và làm thế nào để sử dụng một file GPX. Hy vọng rằng bạn sau video này bạn đã hoàn toàn kiểm soát được cách sử dụng một file GPX và làm cho cuộc đua của mình tại các giải chạy trail trở nên thú vị hơn, chính xác hơn và an toàn hơn.